Xin chào các bác nhé, quay trở lại với kênh của Tăng Lò TV. Hôm nay bên em lại tiếp tục về măng Tây Bắc này. Đấy, đây là các loại măng hiện tại bên em đang có này. Măng dối này, măng bẹ này. Đó. Đây, các bác nhìn đẹp chưa? Màu sắc cực kỳ đẹp luôn này. Hàng đúng hàng phơi nắng tự nhiên. Rất đẹp nha các bác nhá. Đấy, đây là măng bẹ này. Còn dưới này là măng măng này măng nứa. Đấy. Màu của loại này thì nó không được đẹp như hàng măng bẹ kia, hay là không cảm giác không được tươi, nhưng măng này nó lại là măng đắt nhất trên thị trường hiện tại giờ này. Măng nứa này bên em đang bán là 270.000, nhưng số lượng thì bữa rồi về một cái bao to đùng kia, nhưng mà giờ là hiện tại giờ còn có vài kg rồi thôi đó. Còn hôm nay mới lấy thêm được ít măng bẹ, hôm nay về được thứ hai bao nữa. Bữa rồi nhìn thấy nó mưa nhiều nên là họ phơi là không được nhiều lắm. Bác nào mà có nhu cầu về đám cỗ đám cưới này, có nhu cầu về măng ấy thì alo cho em. Đấy, đây măng dối này. Măng dối năm nay vẫn giữ giá các bác nhá, vẫn là 150.000 một cân này. Đó, 150.000 một kg. Còn măng bẹ, măng dối với cả măng mầm, nhưng măng mầm hiện tại giờ măng miễn lợn thì hiện tại bây giờ bên em đang chưa có cái măng mầm đấy. Thì lần này thì do mưa nhiều họ sẽ phơi, tập trung phơi cái măng bẹ này là nhiều thôi. Màu rất là đẹp, rất tươi này. Đây, đang nhìn này. Đấy. Nhìn rất là nhỏ, đẹp. Đây, đó, con nhìn màu đẹp chưa? Bốc từ dưới bốc lên này. Đấy, màu vẫn rất đẹp nhá. Cả một bao hàng đúng hàng tuyển nó khác, rất là đẹp. Đó. Thì măng bẹ năm nay cũng tăng giá so với năm ngoái. Hiện tại bây giờ bên em đang bán là 170.000. Đổ buôn và cả xỉ nẻ đều như nhau hết, đều là 170.000 các bác nhá. Đấy. Măng này các bác đám cưới hay là măng cỗ thì các bác cứ lấy tầm 100 mâm ấy, thì các bác lấy cho em khoảng 7-8 kg. Đó. Bên này thì các bác làm những món xào này. Đấy, xào măng này thì cũng ít hơn, chắc tầm khoảng 6 kg thôi, này được 100 mâm rồi. Bác thoải mái ngâm xong đã bắt đầu các bác mới quay ra lấu nhá. Ngâm hộ em một ngày đi là ngon nhất, hoặc ít nhất tầm khoảng 8 tiếng thôi, các bác phải linh thêm tầm 1 tiếng nữa. Đấy, đây các bác nhìn màu đẹp chưa, hàng này là hàng phơi tự nhiên các bác nhá. Đấy, quá đẹp nha, màu cực kỳ đẹp. Đấy, giờ mùa này thì mùa cỗ bàn là rất là nhiều này, để mình tuyển chọn những loại măng đẹp như này ăn thì chấm hết luôn. Đấy, nhìn màu sắc đẹp chưa. Do hiện tại em không dùng gimbal, em đang cầm tay ấy, đâm ra là khi em quay video nó sẽ có hiện tượng hơi rung một tí, bác nào xem video thông cảm cho em. Đó, thế là em sẽ nói lại giá nhá. Hàng măng dối và măng mầm em vẫn giữ giá như năm ngoái là 150.000 một cây, một kg đó. Còn măng bẹ này, đó, măng bẹ này loại này là năm nay tăng giá rồi, là 170.000 một kg. Và măng nứa năm nay cũng tăng là 270.000 một kg đó. Thì tất cả hàng em bán đây là hàng gần như em đi đổ cho các quán, hay là kể cả xuất cho nhiều nơi họ mua rất là nhiều, nhưng mà giá vẫn tất cả đều thế, và hiện tại em chưa bao ship nhá. Đó, bác nào mà có nhu cầu về măng thì đi cho em, nhưng mà tất cả em lưu ý là em không bao ship. Không, nhiều bác cứ yêu cầu là mua vài cân lại bao ship thì là em không bao ship đâu. Đó, hàng đây bán giá hiện tại là đổ buôn, em buôn cả đổ cả tạ thì vẫn đều là em không bao ship, mà giá cũng đều là 170.000. Các bác mua nhiều thì tiền ship nó sẽ giảm đi, còn mua ít tiền ship nó sẽ tăng lên. Đó, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.